Hello, chào anh em nhá. Bây giờ là 6-7 giờ tối nha em ạ. Bên hồ anh Việt dạo này thả neo không đánh cá sắt, ăn nổ kinh quá. Đây là thằng em Jin nó qua đón anh em mình tranh thủ đi tí. Hôm nay xin được visa vợ đi chơi tí. Lâu lắm rồi mới đi câu phát tối anh em ạ. Hình như là chưa bao giờ mình cái giờ này mình đi câu, bắt đầu đi câu cái giờ này thì phải, chưa bao giờ luôn đấy. Nhưng mà nghiện quá, vật quá rồi, bao nhiêu ngày hôm nay không được đi câu rồi. Mùa phê. Nó còn dính mà. Ui, hết sạch luôn. Thank you em. Ui, to vãi đấy. Ui, thế. Ui, anh em ạ. Cả con kia xoay, cả con xoay đít này. Con Muli. Mất hình luôn. Trời, khó xoay vào cái mổ. Đây. Đây, chờ anh em bật đèn nhé. Ui, nhẹo, nhẹo đẹp không này? Nhẹo ăn được vào mồm luôn. Đây. Anh em nhìn con Muli. Ui giời ơi. Ăn hết sạch con Muli luôn. Nổ quá trường thật. Bạn kia vừa nổ dây phỏng. Ui phê quá anh em ơi. Chói quá. Yes. Chói đèn, chói đèn, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn. Yes. Không lít đờ nữa. Yeah. Phê quá. Dù cho anh xin ngoài nữa. Không anh ơi, em đã bảo em cho anh xin ngoài nữa. Vớt được lưới cho rác ra tí đi. Quay thiếu nhá. Anh vào cho em. Đang ăn giờ. Chú đang ăn cơm luôn nhá. Lại con nồi luôn. Anh em có nhìn thấy con nheo ở sau nó vàng như nghệ không anh nhé? Anh cần chờ nhìn thấy sao nó quân quay thế. Anh em nhìn cái hồ mà không phải đánh cá sắt, em nhìn anh em nhìn con cá này. Nó như cá tự nhiên luôn, nó không có một vết xước gì luôn. Ăn quạt xoay thẳng vào mồm. Thậm chí cái vết xước nó còn liền luôn anh em. Quỷ quá. Chuyển cảnh thằng này hôm nay nó đón mình nó không mang cần anh em ạ. Chuyển cảnh cho nó câu. Được hai con là phê lắm rồi. Giờ mình quay mấy cái pha nó đớp cho anh em xem. Hy vọng được mấy pha đẹp đẹp. Vào gần nó không có đâu. Vào nhanh lên ném được khác đi. Không có. Mưa anh em ạ. Được hai con câu được 1 tiếng rưỡi. Mưa to luôn. Anh em nhìn. Rào rào luôn. Nói chung là đợt này mình làm xa quá ở đây nên là mình không chơi được, mình cũng sốt ruột cái hồ anh Việt này lắm. Thì vừa rồi là hồ anh Việt này ra một cái luật rất là hay luôn là cấm thả neo nhưng mà không đánh cá sắt. Thành ra con cá nó không bị va, không bị đánh va anh em. Nên là con cá nó bảo ăn mà. Nói chung anh em khi không đánh cá sắt thì anh em lại đánh cái thìa. Cái thìa thì lại không tai nạn được. Ít tai nạn lắm.
mình cũng không thấy có trường hợp tai nạn mấy đâu, nhưng mà cá nó ăn cũng ăn, nó lên dã man luôn. Thấy xem clip mà sốt hết cả ruột. Đợt này đây chắc là lần đầu tiên mình đi câu cái rời luôn. Đấy, xà phề quá, được 2 con. Được 2 con xong đớp xịt 2 phát anh em. Nhưng mà thật ra là mấy quả đớp xịt đấy thì được 2 con bong 1. Xong là ông em nghĩa là bong 1, zin được đớp xịt 2 phát rồi. Nói chung là phê thật. Sướng đánh cái hồ mà không cả sắt này. Kể cả mang nhái nặng ấy, đánh dê dê dưới đáy khả năng vẫn ăn. Mà anh em biết đóng nhái mà đóng nhái nheo mà ở xa bờ thì thôi, nó phải gọi nick nách. Anh em chắc là mình cũng nói qua cái con cá đầu tiên ấy, khi mình dính nó ấy, ủa nó chạy một phát thẳng ra ngoài luôn. Tức nó chạy thẳng ra bờ đối diện, mình cứ nghĩ là một người bên kia ném mắc dây mình. Ủa cá nó khỏe kinh khủng khiếp luôn. Con đấy nó cũng to, con đấy nó phải 5 cân 6 hơn, 5 cân hơn, to thật, dã man luôn. Thôi chờ em zin lên cá nữa là anh em mình hoàn hảo, tôi đi về. Ơi ơi, em nghĩa lúc đấy bong tụt khóa này, lại cứu lại cho ông em con mồi 4 lốp nguyên đai nguyên kiện luôn, ngon luôn. mình đang thu đồ đi về anh em ạ. Anh lại tìm được con mồi cho nó. Là vừa lấy lên cho nó phát nó ném. Chắc đường thứ 2, thứ 3 nhỉ nghĩa nhỉ. Đường thứ 3 lên cá luôn anh em ạ. Vãi trường thật. Lại nổi tiếp này con thứ 10 nhá. Anh chung 4. Anh chung 4 con rồi à? Kinh nhỉ. Đây. Anh chưa đời với KK. Một con thìa. Ui giời, phê chưa? Đây có quả đèn. Double đèn này rồi. Thôi anh ơi, để em vượt cho anh ơi. Ui giời, mồi nổi ăn thẳng vào mồm nhá. Thôi anh ơi, để em vượt đâu. Con mồi này phải nói quá duyên với ông em luôn. Lấy lại được. Đánh con này đánh từ thời, có thời đánh từ thời Dương Văn Bé không? Không. Hồ thứ hai mở máy. Phê. Lại nổi nhá. Nghĩa được 2 con nổi đấy. Ông này thì chuyên đánh nổi luôn, không đánh mồi gì khác luôn. Anh em nhìn con nheo này. Mồi nổi nhá. Phê chưa? Mượt không? Không xuất sát thì không xuất sát một tí nào. Cảm giác như là các cái vây xước lúc thả nó còn liền luôn. Liền luôn. Phê thật. Bắt đầu lên đàn hôm qua này. Ui anh ơi, báo cá tép. Về rồi anh em ơi. 10 giờ rồi. 10 giờ kém 10 rồi, về thôi. Về lại thực hiện nghĩa vụ người chồng người cha thôi. Hôm nay lòi tói rồi, phê lắm rồi. Quá phê rồi, không còn gì có thể trong cái buổi hôm nay nữa. Hôm nay clip mà nó hơi bị tối thì anh em thông cảm nhá. Câu tối mà. Và cái máy quay Go thì mình cũng không có đồ để quay nó nét hẳn ấy. Còn máy Go thì thật ra là nó cũng chỉ đến thế thôi. Máy Go thì nó không quay tối tốt nên là thế thôi. Hôm nay cũng đủ phê rồi anh em ạ. Quay mình đánh con Sith HRC nhưng mà tua 6.3 quay hơi vất vả, thế là quay sang đánh con Zillion 22 này, tua 8.1, đánh khá bọt luôn anh em ạ, cười đét luôn, bò cá bò kiếp nhà tênh luôn. Ôi chào anh em nhá, hẹn em clip tiếp theo, bye bye. Về nhà rồi anh em ạ. Cái con này nó phải 90 phân. Cái bể, cái chậu rửa nhà mình là 90 này. Nó nằm hết. Hết luôn, khiếp rồi. Tay này. Ui dồi ôi, dã man luôn. Theo cái hồ khỏe vãi anh em ạ. Mình đi từ Đông Anh về tận cầu Vĩnh Tuy mà không có túi tiếc gì, đút trong túi lưới khô đét luôn. Mà trước đấy nó lên mất bao nhiêu máu anh em này. Đây vẫn còn máu này, máu đầy này. Thế mà về đây vẫn khỏe da luôn. Đấy. Vẫn kiểu khỏe đét luôn. Đã trưởng thật. Cả khỏe kinh khủng luôn. Về thật. Về cuộc sống đang định làm thì thấy nó sống, thế là để ngày mai ăn cho nó tươi.